Amén. Vaya, ¿qué sería? ¿Aún no Mío, reíste? mío, mío. ¿Ne? Ah, de hecho, ne, maní, chachu, han con nore, chachu, 노래 들으면 공부하는 데 들어요. 네. 도움이 돼요. 근데 나는 베트남 공부한 지 얼마 안 돼서 이제 노래 들으려고 생각 중이에요. 이거 한번 읽어줄래요? 똑. 네. Nhật ký giọng nói ngày 22 tháng 8, chủ đề âm nhạc và ca sĩ. Hôm nay chủ đề của tôi là âm nhạc và ca sĩ. Khi chúng ta không quen thuộc với một ngôn ngữ, chúng ta vẫn có thể thưởng thức âm nhạc của các ca sĩ mà mình yêu thích. Sự sáng tạo của ca sĩ trong âm nhạc là một phần quan trọng của trải nghiệm nghệ thuật. Điều này trở thành chủ đề chính khi tôi nghĩ về âm nhạc từ các ca sĩ mà tôi yêu thích. Tôi lại gặp một kiểu nhạc kỳ con nói ngày 22 tháng 8 chủ đề âm nhạc và ca sĩ. Hôm nay chủ đề của tôi là âm nhạc và ca sĩ. Thì chúng ta không quên thức với một ngôn ngữ, chúng ta vẫn có thể thưởng thức âm nhạc của ta ca sĩ mà mình yêu thích. Sự sáng tạo của ca sĩ trong âm nhạc là một phần quan trọng của trải nghiệm nghệ thuật. Để như này cho tân chủ đề chính thì tôi nghĩ về âm nhạc từ các ca sĩ mà tôi yêu thích. Iko 한국어로 한번 얘기해 볼수 있어요? 밑에 한국어 있긴 있는데 얘기하고 나서 한번 보면 될것 같아요. 네, 뭐라고요? 한국어로 한번 한국어로? 얘기해 보세요. 네네. 오늘 네. 주제 của tôi, 내 주제는 네. 음악과 가수입니다. 네, 좋아요. 이 좀, 다 공부했는데. 우리는 không quen thuộc với một ngôn ngữ. Ngôn ngữ à? 언어? 언어와 네. 웬 익숙하지 않을 때 네. thì có thể thưởng thức âm nhạc của ca sĩ mà mình yêu thích.내가 좋아하는 내가 좋아하는 mình yêu thích ca su từ ơi mắc à Nè. ở mắc ơi thưởng thức là gì Không biết. Ta naomi. thưởng thức là Có thể dùng thức. Bán tên mùa. Bán chúng ta. Bán. Tô hắn. Bán. Ý nghĩa tiếng Hàn là gì? Bắn. Tiếng Hàn á vẫn á Nè. vẫn chúng ta vẫn như là tiếng Hàn là gì thôi cam mắc có sỏi Nè, ok, vâng. Ta cả nào cái sư sáng à tạo. vẫn là a a chích à a À, chích nè. a chích Hai số. vẫn là a chích Vâng, à chị, à, 우리는 아직 할수 없어요. 좀 뜻, 안 nhắc. chơi kia từ mắc cười chơi chơi cái su ít Ok, có thể. 여전히 음악을 즐길 수도 있어요. Ok. 수 상따오. sự sáng tạo của ca sĩ trong âm nhạc ừ mà ơi cà su
Trong âm nhạc Umage à? Umage, cà sủi, trang trồ, nên lưng nè nè là một phần quan trọng của trải nghiệm nghệ thuật. nè Cái xui còn hò mươi chúng yêu một han bố nhìn đi đà nè điều này thì có sân nè trở thành chủ đề chính. Điều này trở thành chủ đề chính khi tôi nghĩ về âm nhạc. Y có sân trở thành là chủ đề chính. Chính là gì? Trọng tâm mà chủ chủ chê trùng sim mà Nè trùng sim chê nè tôi thấy theo tôi nghĩ về ừ. âm nhạc Mình từ các ca sĩ mà tôi yêu thích để có thua những ca sĩ khi tôi nghĩ về có âm nhạc mà gửi để hàn có sự thấy thì khi không mà để cho cô thành điều này ừ mà cười xem các hai tê à. từ các ca sĩ mà tôi yêu thích nghe ca chùa nâng cà su tươi tươi ế tươi tươi ghê à? À. Từ các ca sĩ mặc ê thẻ hàn Nè. đúng không khi tôi nghĩ về âm Anh có kêu. nhạc xem các mà cười xem các kèo Nè. Tiếng Anh của à kêu. Nè. À, gì? 음성 일기 8월 20일 음악과 가수. 오늘의 주제는 음악과 가수입니다. 우리가 한 언어에 익숙하지 않더라도, 익숙하지 않더라도 여전히 우리가 사랑하는 가수의 음악을 즐길 수 있습니다. 음악 속 가수의 창의성은 예술적 경험이 중요한 부분입니다. 내가 좋아하는 가수의 음악을 생각할 때 이것이 중요한 주제가 됩니다. 네, 읽어주세요. 네. 음악과 가수 오늘의 주제는 다시 오늘의 주제는 음악과 가수입니다. 우리가 한 언어에 익숙하지 않더라도 여전히 우리가 사랑하는 가수의 음악의 즐길 수 있습니다. 음악 속 가수의 창의성은 예술적 경험의 중요한 부분입니다. 내가 좋아하는 가수의 음악을 생각할 때 이것이 중요한 주제가 됩니다. 내가 생뱃으로 한번 얘기해 볼게요. 냐키 송노이 나이 22 땀땀 암약 가 가시 hôm nay 주제 주제과 hôm nay là 암약 và ca sĩ chúng ta không nông nu mô nông nu maya chung tức không chung tức Không, à, aniel 뭐라고 해요? 우리가 하는 언어에 익숙하다 무슨 뜻이에요? 익숙하다 khi mà chúng ta không잘 khi chúng알다 ta không không quen không quen về một ngôn ngữ không à quen không quan gì một không nữ quen với một ngôn ngữ do không Johnny muốn à do ban Johnny là vẫn đấy ban여전히예요. ban có thể ừ. chúng ta ban có thể A chích tốt cá thể không? 여전히 여전히 조금 달라요. 약간 아직은 여전히 계속해서 여전히 ban chúng ta ban có thể Chúng ta vẫn có to thể
âm thưởng nhạc thức và âm nhạc của ca mua sĩ ca sĩ một ca các một ca sĩ của của các ca mình sĩ yêu thích. mà chúng ta yêu thích. Ok, chúng ta yêu thích. Sự sáng tạo của dung dung âm nhạc, Sự sáng dung tạo nhạc của ca của sĩ một ca trong sĩ âm nhạc kinh thì kinh là một kinh phần quan nghiệm trọng, kinh nghiệm nghệ thuật nghệ thuật là một phần quan trọng một của mô phân trải nghiệm mô nghệ phân thuật. văn chung của trải nghiệm nghệ thuật bài đấy. Nể mà trời ồ. Ok. Điều này là chủ đề quan trọng khi tôi nghĩ âm nhạc của ca sĩ tôi thích yêu thích. Điều này trở thành chủ đề quan trọng khi mà mình nghĩ về âm nhạc của ca sĩ mà mình yêu thích. Ok, mình hiểu thích. 네, 이거 읽어주세요. 내가 읽겠습니다. 음악은 단순한 소리가 아니라 감정과 생각을 담고 있습니다. 우리는 음악에서 배우고 위로와 기쁨, 심지어는 동기부여를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 영어를 배울 때 내가 좋아하는 가수의 영어 노래를 들을 수 있습니다. 이는 내가 언어 능력을 보다 자연스럽고 즐겁게 발전시키는 데 도움이 됩니다. 질문 1. 음악이 어떻게 언어 학습에 도움이 될수 있나요? 네. 읽어주세요. 네, 음악은 단순한 소리가 아니라 감정과 생각을 담고 있습니다. 우리는 음악에서 배우고 위로와 기쁨, 심지어는 동기부여를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 영어를 배울 때 내가 좋아하는 가수의 영어 노래를 들을 수 있습니다. 이는 내가 언어 능력을 보다 자연스럽고 즐겁게 발전시키는 데 도움이 됩니다. 질문 1. 음악이 어떻게 언어 학습에 도움이 될수 있나요? 네, 잘 읽었어요. 지금 말하는 거 아주 좋아요. 왜냐하면 조사 그렇게 세게 얘기 안 하니까 훨씬 더잘 들을 수 있어요. 음악은 아니고 음악은 단순한 소리가 아니라 감정과 생각을 담고 잘 하고 있어요. 우리는 음악에서 배우고 위로와 기쁨, 심지어는 동기부여를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 영어를 배울 때 내가 좋아하는 네, 가수의 내가 노래를 들을 수 있습니다. 조사는 작게 얘기하면 조사는 작게. 한국 사람처럼 잘 말할 수 있어요. 오케이. 잘 읽었어요. 네, 띵백 할게요. 잠깐만. 네. 읽어주세요. 네, âm nhạc không chỉ là âm thanh mà còn chứa đựng cảm xúc và tư tưởng. Chúng ta có thể học hỏi từ âm nhạc và tìm thấy sự an ủi, niềm vui, thậm chí là động lực từ những bài hát đó. Ví dụ, khi tôi học tiếng Anh, tôi có thể nghe các bài hát tiếng Anh từ những ca sĩ mà tôi ngưỡng mộ. Điều này giúp tôi phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và thú vị hơn. Câu hỏi 1. Làm thế nào âm nhạc có thể giúp tôi học ngôn ngữ? Nè, âm nhạc không chỉ là âm thanh mà không Iko bunman anira bodo igojo. Âm nhạc không chỉ là âm thanh mà không chủ từng cảm xúc cảm giác mà tư dung Cảm giác ủy Widow, chúng ta có thể ủy học hỏi từ âm nhạc và tìm cái sự an ủi
An ủi Hanan Uiro An ủi là Uiro ủy Hanan độ. Nhiệm nhiệm vị tâm chỉ là động lực từ những bài hát tổ. Ví dụ thì tôi học trên ngắn, tôi có thể nghe các bài hát trên. Bài hát ý nghĩa là gì? Nổ À, bài hát đồ đề á. Bài hát trên ngắn từ những ca sĩ mà tôi ngưỡng mộ bởi á. Ý nghĩa là gì? Ngưỡng mộ. những ca sĩ mà tôi ngưỡng mộ là yêu thích ấy, Yeah. ngưỡng mộ Tất Sơn, ngưỡng mộ Tất Sơn, Chồ A Hà Tả, Lý Tốt Sơn nhưng Thèo. đấy jóa hàn fan ca sư Ngưỡng mộ là fan đấy. ca sư 로부터의 영어 노래를 들을 수 있어요. 영어 공부할 Fan. ít도 học tiếng Anh. Ừ. Ok. Tôi phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và tư duy hơn. Tư duy hơn là thêm tôi thêm Nè, chị À, mi ok. Ta kế. hồi mốt làm thế nào anh nhắc có thể giúp tôi học ngôn ngữ và thực tế đại đề đề ga ono cũng quan đến thế cũng umagi thua cũng mi thấy tay ok Tôi có Hàn Quốc mai hàn bon hebok Nè, ma cân, song nghi à ni ra. bỗng 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 Song bỗng 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 cung man à ni ra, mà còn chứa đựng cảm xúc và tư tưởng. Cảm xúc là cảm 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 động trong, nè cảm thông qua. ừ, Tư đúng tưởng đúng là, tư tưởng là gì? đúng cảm thông qua Tư video tưởng là gì? video Video á? Video. nè Video ơi, cảm cô. à isayo À, sao à con số từng ui từng đơn. Có thể học hỏi từ âm nhạc. Mắc ơi. robot Âm to mắc. anh nhạc từ mà robot to hokoi Âm mắc grow một to. không vui hả Cùng mua. Cùng mua hà cô. à tìm đại sư Cùng anh mua hai xu cô. tìm chất tắc Và tìm thấy sự an ủi. Niềm vui. An ủi là, an ủi là quê. Canana, al Canana, Không. An ủi là, an ủi là gì? Ủy đồ à? Udo, anh Udo, Ủy Udo, đồ. hiện tại, kromna, tuy chung với tarang ngô ngọc, niềm Ủy vui, đồ. niềm Trừ vui, có niềm niềm vui. Niềm vui là trừ trừ có즐거움, 기쁨, trừ두부이, 거운. du 즐거움, 운영비, Từ câu un có sư cha네. chát cô tìm thấy chát tô Yeah. Yeah. chát Bài hát tặng đồ, 그거 노래입니다. thậm노래로부터 chí là sim chi ò động lực, trò nên động lực động từ lực, những bài hát energy. đó y nổ re từ rơi. Yêu thương mẹ Động lực. energy Động lực là thùng nhóc. energy Thùng energy lóc. Thùng nhóc. energy 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 Thùng nhóc cứ chát chư. energy Chát chư energy xùi xòi. energy 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 Để rơi từ rò. Đò ngò rơi bè ui tè. Có thể nghe các bài hát tiếng Anh. energy energy Giò ngò nổ re từ rươi. Từ rươi xui. Từ rươi xui xài. Nè. Từ những ca sĩ mà tôi ngưỡng mộ.
내가 좋아하는 가수들의 가수들에게 네. 영어 노래 를 들을 수 있어요. 들을 수 있어요. 유나 이거 이것은 또 같은 유나의 습득 같은 기능. 자연스럽고 더 재미있게 언어 기능 발전을 도와줘요. 괜찮아 좋아요. 아, 네. 두 위헌 아, 두기현 더 재밌게. 더 재미있게요. 예, 오케이. 까오 호이목 예, 질문 와 일. 남때나오. 어떻게 음악 음악이 내가 어떻게 줬 내가 언어 습도의 학문을 언어를 도와 할 공부하는 어 것을 도울 수 있어요? 언어 매 공부하는 것을 도와 도울 수 있는, 좋아요. 네네. 오케이. 네. 아이고, 안 보인다. 근데 읽어주세요. 음악 có thể giúp học ngôn ngữ theo nhiều cách. Thứ nhất, âm nhạc làm cho việc học trở nên vui vẻ và bớt căng thẳng hơn. Khi nghe những bài hát bằng ngôn ngữ mà bạn đang học, bạn không chỉ luyện kỹ năng nghe mà còn học được từ vựng, cách phát âm và ngữ điệu tự nhiên. Ngoài ra, qua lời bài hát, bạn có thể tìm hiểu thêm về văn hóa, cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày và cách thể hiện cảm xúc. Điều này giúp bạn cải thiện khả năng ngôn ngữ một cách hiệu quả mà không cảm thấy như đang học tập một cách khô khan.네, 여기까지 읽어볼게요. 암약 포트 즉 폭농우 뮤 탁, 뚜, 냐, 암약 람 조, 백, 폭, 쇼, 넨, 브이, 웨바, 보, 땅, 땅, 헌, 이, 네, 눈, 바이, 핫, 방, 농우 마, 반, 땅, 호, 반 공시 luận kỹ năng nghe mà còn học thức chữ vựng các phát âm và ngữ chữ chữ nhẹ ngồi là giá qua lôi bài hát bạn có thể tìm hiểu tìm về văn hóa các sử dụng ngôn ngữ hàng ngày và các thể hiện cảm xúc điều này giúp bạn cải thiện kỹ năng khả năng ngôn ngữ một cách hiệu quả mà không thâm thấy như đang học thấp một khắc phục hành. Mẹ Hàn Quốc hanbon yege jeul su isseoyo? 음악은 có thể giúp học ngôn ngữ theo nhiều cách rò bằng bó bùi를 배우는 거 좋아요. 배우는 것을 도와줄 수 있어요. 아, 오케이, 오케이. 넷. 이두 네. 번째 là 첫 번째 네. 음악은 có thể là làm cho việc học sinh vui vẻ, bớt căng thẳng hơn. Việc học làm cho là cùng mua à, bé u nên có si trên vui vẻ Quan trọng vui vẻ là trước góc kia hết vì chơi có giờ trước nên vui vẻ à? góc cố chơi câu cố tăng chơi câu tăng không cố tăng tăng chơi có ý nghĩa là gì? căng thẳng á Yeah. stress đấy
Đó. Căng thẳng là stress, là stress, à không phải, À, chưa đâu rồi á. stress là ngon hơn stress. À, Stress. stress. Bốt, à, Stress. stress học rồi á. Stress là tiếng Hàn là gì? Bột. Stress Hàn cũng có rô mồi hiểu không? Stress, À, kiểu stress. stress, boton nghe cái hắn đấy, stress bao giờ đấy, hắn cái Bớt căng thẳng. stress Stress. hắn Stress rồi. Cảm số giảm bớt ấy. bốt Cảm bốt số. video video rồi á, Chú ro chú rồi. hắn phục video Chú ro chú rồi. rồi. Chú ro chú rồi. Chú ro chú Ok. rồi. Nên vui vẻ hơn. Vui vẻ là chơi cốc. Kê cái gì đó? Chơi cốc Chưa. kế. À. Kriko kê cho cho nên vui vẻ. Kriko Chơi cốc kế. stress Chú căng ro chú thẳng rồi. khó. Kriko cho rồi. Bốt bốt căng thẳng hơn. Khi nên là học bằng ngôn ngữ. Ono로 mà đang đọc đang học. 지금 당신이 공부하는 언어로 맞아요? 네, 맞아요. 난 혹, 지금 당신이 공부하는 언어로 음악을 들을 때, 마크 들을 때 아, 뭔가 hát bằng ngôn ngữ muốn bạn đang học. Bạn không chỉ luyện kỹ năng nghe, không chỉ gì? kỳ giòn sức, thực bunman 아니다. kỳ giòn sức. bunman 아니다. Bunman 아, mà không không tức mà còn học được từ vựng, nó nó to bài rất đúng và đúng đúng bằng bột tỏi của thầy bài bằng bậc nhiên là thầy ơn trời on ngữ điệu trời on gì ngữ điệu là gì? Nếu như nó có ở nó phải không có anh em à ok 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 như trước bài sorry 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 ok Sorry à? ok ok Zion, new new to nhiên 자연스러운 억양 그러니까 노래 따라 부르면 그 나라 발음 좋아져요 발음 자연스럽게 intonation accent 억양 내가 베트남 노래 따라 부르면 베트남 사람처럼 말하는 거에 익숙해질 수 있어요. 그거 얘기하는 것 같아요. 누주 라 억양 억양 말하는 거 아까 한국이 이거 뉴주예요. 뉴주 아까 얘기한 거 뉴주 라 나는 사과를 좋아해요. 나는 사과를 홍 나는 사과를 좋아해요. 이거 뉴주 오케이 억양 이것은 느디어 뉴주 네네 뚜니엔 느디어 mà억양 한국어로 뭐예요? 어양 억양 어양 네네네 어양 말소리 예 몰라 대다가 맞아요? 네 대다가 게다가 qua lời bài hát 그 노래 통해서 노래 노래로 통해서 네 bạn có thể tìm hiểu thêm về văn hóa có thể tìm hiểu là Munawa Munae tìm hiểu à매일 항상 là 매일 언어 사용하는 방법 매일 언어 사용 방법 네, 일상 언어 사용 방법 이렇게 각대 행 감숙 cách thể hiện cảm xúc cảm tròn아 감정 표현 표현 cảm tròn표현하는 방법 등을 tiêu hơn알수 있어요. 포트 팀 tìm그 hiểu là gì ara이해할 ara bốn수 sự있어요. 이해 알아볼 수 있어요. 유네이
이것이 이것으로 도와줘요. điều này giúp bạn cải thiện khả năng ngôn ngữ. Có sơn cải thiện. khó khăn, 어려운이에요? Một cách hiệu quả là hiệu quả. Hiệu아, quả.효과 있는 방법으로 복합 공부하는 것처럼 간단히 홍 마콩 Cải thiện khả năng ngôn ngữ. Ồn no cả nưng ơi cái son할 수, 하게 도와줘요. 이것이. 하게 도와줘요. 아, 아. một cách hiệu quả 방법. 적으로 네. mà không cảm thấy như đang học tập một cách khó khô khan, cảm thấy Khó khăn in khô là gì? khan. Khô khan là không biết tiếng Hàn là gì. À, anh phục kêu ở tập trái xin cả. Ăn qua rô mồ lai không? À, 예, 잠깐만요. 이거 있어요. 네, 읽어줄게요. 빙한. 음악은 여러 가지 방법으로 언어 학습에 도움을 줄수 있습니다. 첫째, 음악은 학습을 더 재미있고 덜 스트레스 받게 만듭니다. 배우고 있는 언어로 된 노래를 들으면 듣기 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 어휘, 발음, 자연스러운 억양도 배울 수 있습니다. 또한 가사를 통해 문화, 일상, 언어, 사용법, 감정을 표현하는 방식에 대해 배울 수 있습니다. 이를 통해 건조한 공부가 아닌 효과적으로 언어 능력을 향상시킬 수 있습니다. 건조, 포칸라 건조. đâu포칸. còn chỗ네네. 건조하다. 이거 뭐냐면 의미는 이니알라. 그냥 재미없어요. 그냥 보통 지루한, 지루한. 오케이. còn chỗ네, 읽어보세요. 똑, 띵한. 네, 음악은 여러 가지 방법으로 언어 학습에 도움을 줄수 있습니다. 첫째, 음악은 학습을 더 재미있고 더 스트레스 받게 만듭니다. 배우고 있는 언어로 된 노래를 들으면 듣기 능력을 향상시키기뿐만 아니라 어휘, 발음, 자연스러운 억양도 배울 수 있습니다. 또한 가사를 통해 문화, 이상 언어 사용법, 감정의 표현하는 방식에 대해 배울 수 있습니다. 이를 통해 건조한 공부가 아닌 효과적으로 언어 능력을 향상시킬 수 있습니다. 네, 띵베이스로 얘기해 볼게요. 압력 보태죽 반 음악 có thể giúp육 giúp về việc반 luyện반복 tập ngôn ngữ bằng ngôn nhiều phương pháp khác nhau, ngữ à new bằng nhiều new nhiều khác nhau nhiều nhiều new các nhiều cách, new các nhiều cách khác khác nhau, nhau nhiều cách.첫째 Thứ nhất이냐 라지 là첫째 thứ nhất이냐 thứ nhất là âm nhạc. à thứ về về Âm không nhạc làm cho stress 뭐였죠 à là áp lực, bớt cảm nhất năng hơn làm và căng thẳng, bớt cảm năng hơn làm cho việc học thú vị hơn này, và bớt thú căng vị thẳng hơn, về về cho về việc học bốn thú cặp vị và cảm bớt nhận căng hơn thẳng hơn. hơn nè Chứ đang 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 khúc nông nụ đã bài hát hát chú hát đồ đấy nó không chỉ
Ông chỉ Nhé. cải thiện kỹ năng nghe. À, À, cái khi kia mà là khả năng nâng nấc nhé. khi mà nghe bài hát mà bằng cái Không ngôn ngữ mà chỉ bạn đang mà học con chú vương phát thì âm không chỉ như cải như thiện kỹ năng nghe như dạy chữ nhẹ mà còn có như thể học như bằng học như dạy ok chăng từ như vựng dạy này, phát như dạy âm này, ngữ điệu, ngữ điệu một cách tự nhiên, nè ngữ điệu tự nhiên đấy. nè như như thế chưa nhẹ Ừ, ngữ điệu tự nhiên. có thể học về có thể học tập Đi đi một ngồi trang. lạ toàn ngồi Ừ. lạ Ngoài ra thông à ngồi qua lạ bài nhưng mà chú khá xa của em thông qua cái bài hát à? bài hát Thông qua bài hát à trong bài hát à thì sử dụng các ngôn ngữ thì tăng có thể hài học và các cam có thể học cách tay hơn thể hiện, cầm tay có thể học văn để hóa học học ngôn cầm ngữ. trong chuyên thằng sĩ à tu bị ý đôi thằng ấy chưa à chưa Cách này chưa sử dụng à khả năng mà nâng có thể nấc học về cách biểu hiện cảm mà xúc không à khó thông khăn qua điều này. khó khăn Thì có thể cải thiện năng lực ngôn ngữ một cách hiệu quả. À, việc học mà không phải là khô khan à? nè một phút ít phút nào mà sao ít phút nào mà sao câu hai 질문 언어 학습에 적합한 가수와 음악을 어떻게 선택할 수 있나요? 한국 가수 누구 좋아해요? 가수, 네 가시 땡한 아 가시, 한국 가시 한국 가시, Michelle, AI가 Lê빵주 Chuan Lê, 빵주 네 옛날에 ờ,누구 노래 좋아했어요? lâu rồi, nhiều ca sĩ lắm, À ca sĩ Hàn Quốc thì rất là nhiều, nhưng mà ca sĩ mà không kiếp quên rồi, không tê kiếp quên rồi, né Đúng quên rồi. không? Đúng vậy không? Ừ. Khi mà xem À. ca sĩ Tâm anh, 노래는 혹시 아는 노래는 뭐가 있어요? 노래 아, 그 핫. 아, 한국 노래 뭐 알아요? 조금만 안 들어서 몰라요? 조금만 안 네, 조금만 không nghe 아, 노래 한국 노래 안 들었어요. 안 들어요. 아, 안 들었어요. AI가 얘기하는 거 여기 한 사람 있어요.